Cách đây 45 năm, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Hôm nay, nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mời quý vị đến với những hình ảnh của thời khắc lịch sử 11 giờ 30 phút của 45 năm về trước. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cánh cổng dinh độc lập bị hút đổ. Đúng 11 giờ 30 phút, lá cờ quân giải phóng đã tung bay ngay tại tổng hành dinh của chính quyền Sài Gòn trong niềm hân hoan chào đón của người dân. Từ đây, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam thống nhất một giải. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất sau hơn 100 năm bị nước ngoài chiếm đóng và chia cắt. Trong lịch sử đấu tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc ta, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành một trong những mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 45 năm qua, từ trang sử trói lọi ấy, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, toàn đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục đoàn kết một lòng, tiến hành thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Giờ đây, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đang tiếp tục tỏa sáng trong thực hiện khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày đất nước chọn niềm vui là mốc son mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc với hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất và phát triển.